Thưa quý vị, hiện có 126 dự án giao thông đang thi công tại Hà Nội, và theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, đó cũng chính là 126 lô cốt hiện hữu trên đường gây cản trở giao thông và càng làm gia tăng sự phức tạp của tình hình giao thông thủ đô. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, việc rào chắn tại các công trình giao thông này khiến cho lòng đường bị thu hẹp, gây khó khăn cho người và phương tiện, nhất là vào giờ cao điểm. Đáng chú ý là đường Nguyễn Trãi Thanh Xuân, công trường thi công tuyến đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông có rào chắn chiếm tới 3/4 diện tích lòng đường. Giờ lòng đường Nguyễn Trãi mỗi bên chỉ còn 6m thì ùn tắc là điều không khó hiểu. Tương tự tại tuyến thi công đường Xuân Thủy Cầu Giấy, nơi đang thi công tuyến đường sắt Nhổn ga Hà Nội cũng ùn tắc vì rào chắn lòng đường. Trước phản ánh về việc các nhân công quay tôn rào chắn các lô cốt rồi bỏ mặc không thi công gây ảnh hưởng đến giao thông, vị đại diện này phủ định chuyện đó, đồng thời khẳng định không có chuyện dỡ rào chắn vì nếu không tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công thì không biết đến khi nào dự án đường sắt trên cao mới xong.